Nếu như vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, những bệnh viện nhi lớn như thế này mỗi ngày chỉ tiếp nhận vài ca nhiễm mới, thì nay con số này đã lên tới hàng chục ca. Đa số phụ huynh đưa con em tới khám vì trong lớp con có F0, con xuất hiện những triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Bác sĩ khám là bác sĩ kêu là bé bị dương tính. Nói chung là bây giờ bị cái này cũng không biết lây nguồn gây từ đâu nữa. Mà bé lại kèm theo nhức đầu nữa. Rất là lo mà bé trong khi bé mới học có 3 ngày thôi. Rất là lo luôn. Nếu có bị thì mình nên cho bé tăng vitamin C lên, bổ sung những cái đồ ăn nhẹ để tăng sức đề kháng lên. Cái số ca này mắc nếu như vào cái thời điểm mà cái đợt sóng dịch thứ tư của Nam á, thì đó là báo động. Tuy nhiên thì đối với Omicron thì ta nghiên cứu ta thấy là cái nhiễm Omicron thì cái tỷ lệ mắc càng nhưng mà tỷ lệ tử vong thì rất là thấp. Ngay cả hiện nay CDC của Hoa Kỳ nghiên cứu cũng là giảm so với lại số tử vong của Delta là tới 75%. Thống kê từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 505 ca mắc COVID-19 trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi, 1.055 ca trong độ tuổi từ 7 đến 11. Riêng trong ngày 24 tháng 2, thành phố ghi nhận 2.466 ca COVID-19, cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước có ứng dụng khoa học trong việc rút ngắn thời gian giải mã trình tự gen Omicron trên xét nghiệm PCR, kết quả từ 48 đến 72 giờ, nay xuống chỉ còn vài giờ. Đây cũng chính là cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao và chiếm ưu thế, buộc ngành y tế cần có thêm giải pháp để ứng phó.